hành trình đỏ Lạng Sơn sẵn sàng cùng 3.000 tình nguyện viên cả nước tiến về thủ đô Hà Nội tham dự giọt hồng tri ân và hội quân hành trình đỏ 2019. Sẵn sàng. Hành trình đỏ tuyên quang đã sẵn sàng. Bắc Bắc đã sẵn sàng. Hải Phòng đã sẵn sàng. Còn bạn thì sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày 26 và 27 tại trung tâm hội nghị quốc gia.